Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Ở trong video ngày hôm nay, chần chừ gì mà không cùng Vân tìm hiểu bộ combo đến từ thương hiệu Maloca nhé. Ở đây thì mình đang có một chiếc bếp kết hợp bao gồm có một điện và hai từ ở hai bên. Thì với phần bếp điện này á, các bạn có thể để ý thấy là nó sẽ có hai vòng nhiệt. Chế độ cảm biến nhiệt dư có nghĩa là nếu như bạn dùng nồi nhỏ thì nó cũng sẽ sử dụng cái phần vòng nhiệt nhỏ thôi, nồi lớn sẽ sử dụng vòng nhiệt lớn. Từ đó thì cũng sẽ giúp tiết kiệm cái lượng nhiệt năng cho mình. Tiếp theo, cái bảng điều khiển nhìn khá là đơn giản và chúng ta chỉ có thể là sẽ khi mà cắm điện vào nó sẽ hiển thị lên và sau đó mình chỉ cần vuốt nhẹ và mình chọn cái vùng nấu thôi. Ở đây thì cũng sẽ có thêm chức năng khóa an toàn cho trẻ em, rất là dễ dàng để mà sử dụng. Rồi, mặt kính thì cũng được làm bởi thương hiệu Scotcheran thì chắc hẳn các bạn cũng đã quá quen thuộc về cái sản phẩm này rồi. Hai bên đầu góc thì cũng sẽ được vắt cạnh xuống và sẽ mang đến cái hiệu quả sử dụng và cái vẻ đẹp nó được hài hòa hơn. Tiếp theo nữa thì cũng sẽ không thể nào thiếu đi những chiếc máy hút mùi. Nếu như bạn đang có nhu cầu trang trí thì chúng ta có thể sử dụng những chiếc máy hút mùi đảo như ở trên đây là mình đang sử dụng máy hút mùi K500B, màu sắc là inox và sơn đen mờ, sức hút là 700 mét khối trên giờ và độ ồn là 59 decibel, công suất là 250W. Phía dưới này các bạn nhìn vào thì có thể thấy nó sẽ có cái lớp than hoạt tính ở phía bên trong đó. Ở phía bên dưới ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm 4 cái đèn. Một option màu khác mà các bạn cũng có thể lựa chọn đó là option màu trắng, như chúng ta có thể thấy ở đây cũng sẽ được làm bằng chất liệu đó là inox luôn. Và cái phần công suất thì cũng như nhau cả. Sản phẩm này đều là những sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu. Chính vì thế để có thể được báo giá chính hãng và giá tốt nhất thì đừng quên gọi ngay đến Kim Quốc Tiến nha. Chào và hẹn gặp lại mọi người nè.